Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi cái hình dáng của cái icon ứng dụng ở đây nhá. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái icon ứng dụng ở đây. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể thay đổi theo một số những cái hình hài khác nhau. Nó giúp cho các bạn cảm thấy nó thú vị hơn. Rồi để thiết lập cái này thì cực kỳ đơn giản. Các bạn sẽ vào cái mục thiết lập này. Tiếp đến các bạn sẽ kéo xuống dưới và mình chọn cái cài đặt khác. Rồi ở dưới cùng, các bạn chọn cái phần cài đặt nhà máy nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu thôi Rất đơn giản Rồi mình chuyển sang cái mục khác bên này này Đấy Và các bạn kéo xuống phía dưới cùng Đây các bạn thấy không Ở đây thì nó sẽ có tất cả những cái biểu tượng Những cái icon để các bạn có thể thay đổi Bây giờ các bạn đang để cái mục chọn mục không này này Bây giờ mình thích kiểu tròn tròn kiểu này chẳng hạn Các bạn chọn 4 nhá Được chưa Sau đó thì các bạn sẽ bấm lưu này Đấy Ok này, đấy thì chúng ta sẽ khởi động lại cái iRobox. Sau khi mà khởi động xong ấy thì tất cả những cái icon nó sẽ thay đổi theo cái lựa chọn mà chúng ta vừa thiết lập. Vâng và các bạn đã thấy rồi, icon của chúng ta đang từ một cái hình vuông có vắt cong bây giờ thì mình đã thành một cái hình tròn rồi nhìn trông nó lạ mắt đẹp mắt hơn thực ra thì đẹp hay là không đẹp thì nó không quan trọng đâu mà quan trọng là chúng ta dùng một thời gian nó nhàm chán rồi mình thay đổi đi cho nó thú vị hơn đấy bây giờ mình vào cái phần ứng dụng này các bạn cũng thấy là các cái icon nó đều thành cái hình tròn nhìn trông nó thú vị hơn đúng không à, dùng một thời gian mình không thích thì mình lại đổi sang cái icon khác rất là đơn giản